Ồ anh em ơi, mới sáng đang xúc miệng nè. Để mình tới mình coi một cái món đặc biệt. Anh thợ lặn. Wow, mới lặn à. Anh lặn một hôm hay mới? Mới mới được luôn à? Wow. 3 giờ. Mấy ký anh? 8 ngày đó á. Siêu. Siêu cá mú. Wow. Anh bắn nha. Không bắt bắt sóng. Tầm luôn gì bắt sóng thì nó mạnh hơn cá nó mạnh hơn. Được một con này đấy anh đi một con này à? Con này là cá mú gì anh? Mú sòi đó. Mú sòi á, nó là mú mú đen kiểu như mú đen à. Wow. Bắt ở ngoài biển sâu không anh? Nam xã. Wow. Để mình mua nay về đã rồi mình nghiên cứu món gì mà. Mới bắt về được luôn á. Con này còn sống nên đuôi cảnh phê luôn. Chết luôn tôi sống rồi. Toàn mấy chết luôn. Dữ á. Đen mà. Đen. Mà nó phân đi cái nhiều chứ còn như muốn đó nó nên khơi chứ đồng lòng nó cũng đó đâu. À muốn kia này. Còn muốn đó là muốn nhưng mà còn cỡ 1 ký nữa 1 ký thì không đi giữ được nhưng có đó người đây. Muốn trong đó mà dạ muốn chiên chứ mà dặn muốn chiên mà khơi chứ trong lòng nó có muốn chiên này. Trong lòng nó mà muốn đỏ mà muốn 10 ký gì. Có này. Này không có là. Biết bữa nay Hiến làm cái món này mà. Chào anh em nha. Mai ơi sáng sớm. Chào anh em nha. Sớm gọi qua phụ trồng mai cho mai gì đây ông làm gì mà ông điện hấu kêu qua liền mà gấp đi mà trời thao làm đâu mai à ông biếu xá đất rồi không đâu mới dụ lên mình đâu biết làm đâu anh à, kiếm cái con ơi con sùng ở trong đây để làm món nè mà vô đây quay rồi này hiểu không quay rồi đây trồng tao cắt cho anh kiếm mấy con sùng ở trong đây làm món ăn thịt mai là trồng cái đây đó tốt sao vừa mà kiếm mấy con ấy toàn con gì con sùng á làm gì có trong ban có đâu đồ người ta bắt cảnh mà người ta vệ sinh sạch mà làm món có sùng anh đang tìm trong đấy để làm món ăn thịt sùng nhé rồi không có sùng mà nghỉ thì sao vậy dẫn cái ăn qua lúc nào cũng có lý do chứ qua chứ để này để đây đi anh em mình chuẩn bị cái đây để mình trồng mai cái đất này, trồng mai sơ dừa với cát anh em mà trồng mai mốt biết cá trồng được đấy. Trồng là tốt. Bao nhiêu cây vậy? Qua đây còn 6-5 cây. Gì đấy? Hai chành đi. Cái gì trời? Khui. Ừ. Có gì đâu? Ừ. Có mú. Qua đây vô. Có bành ná không nào? Ồ. Cá mua đâu vậy? Bán á. Bán đi. Ai bán? Ông nhắc bán. Ông kia ông bán như tưởng đó, nói ông bán ai tin. Một phát. Ủa đây này, bán cho đây này. Tư luôn nè. Được. Ồ. Bự không? Ồ, tư cam đuôi luôn à. Cái đây tầm mấy ký? 8 ký quá. Tầm cỡ 7-8 ký. 8 ký 2. Ừ. Con này mà cầu nó ăn cầu cái cầu mà cần má. Ui quay lại quay. Giật luôn. Cái miệng này nó táp một cái chắc. Bá đạo luôn. Con nào ông bán này nó cũng chà mầm đi chứ. Con này mạnh mà sao bắn được giỏi một nhát một chứ mấy. Bán thì nó ghim vô rồi nó níu nó chạn xíu nó mệt chết liền. Anh phải kêu mấy anh em qua liền chứ con này để lâu nó phí mất cái độ dinh dưỡng của nó làm liền luôn không nhé. Có đây mà hấp đi. Do nhà anh không có tủ lạnh phải làm liền. Ừ có hấp chiều chứ. Quá sao mà không có lạnh tôi cho tiền mua tủ lạnh với làm gì mà. Thì ở quê mình đường cá không có tủ lạnh cho nên phải ăn liền như vậy á. Nè, tôi cầm tiền cho mua tủ lạnh này. Làm gì YouTuber gì đâu mà không có tiền mua tủ lạnh chạy. Bây giờ có bao nhiêu đây làm sao mình mua được cái tủ lạnh? Chiều quýnh số trúng rồi quýnh tiếp. Ô nhanh lên sao nó đụng lá ngàn hai ngứa quá. Cái nữa. À trời ơi cho anh em xem lá ngàn hai nào. À đây là mình mới đạp cái cây này các bạn. Ngứa cái chân không dám nói luôn á. Việt Nam có lá giết người. Việt Nam có lá giết người. Cảm má vô. Lá nó ngứa lên. À anh lấy chừng quất cái chừng đầu. Lột da luôn á. Có vậy. Ngứa dữ nè. Lá này hai thứ thiệt á. Em nghe nói là cái lá đấy trị bệnh không gì á. À cái lá đấy như vỏ sầu riêng nồi lá đó mà xào trong như lọ vỏ sầu riêng á. Anh em ơi. Thường là kêu anh em qua có lý do hết. Đây. Chục cá mú đã. Hôm nay thì sẵn có em tư ngon, từ nhỏ tới lớn là bữa nay em mới gặp con cá mú bự vậy nè. Con đợt anh giết một con 40 mấy ký. Chế vậy? Người ta nói anh sống chứ mà nó không có lặn được. Hai gì biết không? Hai nấu. Đâu anh đi biến ở gần đảo Côn Sơn á. Ấy là anh câu hay là người ta câu nó chứ... nó câu mà bị nó bị nép cái ruột ra cái nó phì bám lên nó chìm không được. Nó cứ nó bị nghẽ trên mặt nước. Cái dàm có mú đây là khi mình câu mình kéo lên mặt nước nó phì bám bám rồi. Nó nổ luôn. Cá mú kia nó đỏ. Cái bám bám nó bốn mấy ký á. Cái bám con này ngon kỹ. Mấy con cá mú nhỏ nhỏ là con bám nằm lên miệng này.
Nó phun ra cái miệng á, nó phì ra cái nó kéo lên khỏi mặt nước rồi tự phun nó phì ra cái ngay lửa, nó không xẹp được. Bữa qua mấy anh kia cũng lặn bán được con mặt tuột nữa mà không quay được. Cái lấy gâu đồ quay được là làm món siêu ca luôn mà quay không được nó. Nếu quay được dưới biển 2 tiếng đồng hồ mới vớt được con mặt tuột lên. Ở dưới phía vợ em lâu lâu cái mùa cá, cái mùa tháng mấy anh quên rồi này, cá thu mà thu dạng thu như mình đó. Đem lên còn bể chục ký, xéo mấy ký nó khiêng đòn á. Thấy mặt con thấy mặt an toàn không? Chắc nãy đầu mũ đang thui hôm nay. Hôm nay dạng nắng đang thui luôn mà. Anh em ơi, hôm nay mình sẽ có trò chơi thế này nha, vua đầu bếp. Hôm nay anh em mình sẽ làm vua đầu bếp cá mú nha, cá mú khổng lồ đây. Hôm nay anh có 4 cái tờ giấy đây. Anh em bóc trúng cái món gì anh thì anh em làm món đấy nha. Ok. Phần thưởng cho anh người chiến thắng thì đơn giản thôi, để khích lệ tinh thần anh em 200 ngàn thôi nha. Thôi bữa nay lâu lâu mình chơi tình nghĩa một xíu thì khỏi phần thưởng đi. Không, cái gì nó phải có thưởng luôn đi. Nó mới vui chứ không có thưởng cuộc chơi nó ít thú vị lắm. Nhưng mà hôm nay đề nghị anh em nè, hôm nay con cá mú đặc biệt cũng giống như là anh đang ở trong một cái nhà hàng 5 sao thì mấy anh em là đầu bếp 5 sao nha. Làm món cá mú theo phong cách nhà hàng nha. Nhà hàng 5 sao thượng đỉnh luôn nha. Làm phong cách thượng lưu đấy, hiểu không? Nhà hàng ngàn sao đây. Chào phong cách đấy nha. Rồi vô. Bóc đi. Bóc luôn không đẹp. Bóc luôn đi. Ngứa bá đạo luôn. Lên nha, anh em lên nha. Ông Hiển còn lại cho Vũ nha. Còn lại cho Vũ. May nhờ rủ chịu nha, anh em bóc món gì thì làm món đấy thôi, chứ không phải là thấy mà ngon dở trong này hết đó. Vô. Đốp chưa? Đây mà, bóc cho Vũ. Gì đây? Vũ đập luôn đây, anh không dám đập đâu. Leo. Toàn đang nghe các bạn. Chết rồi. Còn đang món leo. Wow, quyên cái mình luôn. Anh hai. Cái đầu. Dính cái do rồi phải không? Anh hai quyên cái mình. Wow, quyên cái mình. Trạm cái gì? Cái đầu. Trạm cái đầu. Vũ là cái da. Cái da nha bạn. Rồi, ok. Bố anh em tự xử lý, tự nghiên cứu nha, trong nhà hàng 5 sao nha. Rồi. Sao làm? Xin em là người chấm điểm. Con này bá đạo ấy. Toàn. Do mình chiên giòn nha các bạn. Mình dỡ da lên coi. Cái này chắc thái ra khó lắm mà. Không thái luôn, để nguyên miếng luôn. Lột được cái da nó cũng căng đấy, dạ cui luôn. Giờ trong khi chờ dầu sâu là mình ha tẩm cho nó một lớp bột chiên giòn. Đây là cái đây là mới cái khâu là chế biến món ăn, mà còn khâu trang trí đó anh Hiển. Ăn điểm không cái khâu trang trí nè. Nói chung cứ làm theo chuẩn nhà hàng đặc biệt cho anh. Đi như nhà hàng ngàn sao luôn không? Cái đuôi trước à. Rồi, tới cái vây. Cụ làm cái dai mà cho lấy luôn cái vây với cái đuôi luôn, bộ. Có lâu nệm. Chiên hai quần à? Chiên hai quần. Chiên vây với chiên da sao à? Đúng rồi. Lấy một làm các bạn ơi. Dồn cái bao tử này. Bự đã làm sạch sẽ rồi các bạn. Bao tử khủng dữ vậy. Sao? Tôi toàn cho anh chim ngưỡng sơ cái bao tử nha. Dỡ nó còn rộng không? Bao rộng. Wow, làm như cái bao tử của như cái giếng á. Hoài wow. Lã mà. Đây dồn gì đây? Cái gì đây? Đây là mỡ chài với bộ làm thôi. Nhiều dữ vậy. Nhiều lắm. Con này là xa khủng rồi. Em để nguyên nha, không có bèm không? Không, không bèm. Bèm là nát. Còn một món này nha. Bên ở bên Dubai nó ăn dễ không ạ? À? Trước đi Dubai tôi vô nhà sàn xéo xào nó chế biến món này thì tôi ăn nhớ mãi tới giờ luôn. Hồi sáng em làm cái đây ra em thấy có lưu câu luôn hả Toàn? Ừ. Có lưới câu con này nó ăn câu mà ăn dính lưới câu lâu rồi luôn, nó bị cái bao tử nó tiết chất gì nó ăn mòn cái lưới câu luôn. Là nó còn nửa lưới câu thôi. Ờ đúng rồi. Căng nha. Wow. Đổi lên nồi dở lên coi cái này đẹp quá. Đi dồn cho vị vô luôn. Wow. Món này mình đi nhà hàng bán còn hơn nhiều tiền nè. Món này không hán. Mua cả mấu lấy cái vụ bao tử làm thôi mà phải làm mắc tiền luôn rồi. Còn bỏ hết luôn. Đúng chắc á, đậm chắc 5 sao đấy. Độc lạ đấy Toàn. Lạ luôn. Ở biển quê mình kiếm cá mú bộ cái này cũng khó chứ. Khó chứ đâu phải dễ tìm đâu mà. Đồng gia vị vô. Toàn mò đấy nha. Cá mú luôn, cái bao tử đúng khủng luôn á. Đúng to, cái này còn dư luôn rồi Toàn. Mới có được nửa cái bao tử đấy đâu rồi. Bao tử á. Wow, nhìn đúng đẹp luôn nè các bạn ơi. Lần đầu tiên trông thấy luôn á. Món này cũng thuộc món độc lạ chưa? Biết ngon, đúng độc lạ mà không biết ngon không nè. Chuẩn đấy. Hoài. Sâu rồi nha các bạn. Đây là nước cốt mê nha. Trời ông là người làm món đầu nha các bạn. Rồi. Khốn như cà dường cao nó lấy nước mèo luôn rồi.
giờ mấy cái này nó thành mèo da nữa các bạn, giống như lát chả cá như chả có vậy. Đúng rồi, bữa nay con cá này cái gì nó cũng to các bạn ơi. Rồi giờ mình tới lượt mình chiên cái do đấy, chờ nhân vật chính của vụ đây. Hoài wow, vẻ khá đặc biệt á anh em ơi. Bình thường như quán ăn cá mú nhỏ nhỏ người ta vẫn làm chiên da chứ, quá có làm ba món. Mình đây mình bốn người làm bốn món. Nổi da không ăn đã đủ no rồi á. Bây giờ mình lấy dài lấy dao mà lặn đi câu rồi dài. Còn một lá nữa. Wow, bự vậy miệng là bầu từ cá mà là chúng làm tôi liên tưởng tới hồi nhỏ mà tôi lấy cái bông heo tôi thẩu lên đá bành đá bành. Con cái dồn gì không nói tuần dồn ra như bộ làm nói gì đâu à, là lấy độc trị độc lấy làm dồn làm. Còn cái bông bóng nó bự không, cái gì bông bóng nó hồi nãy em bỏ rồi. Bông bóng không thấy bông bóng ừ. Không thấy bông bóng, cái mặt lấy ra chưa cho để đắng là uống giá đắt quá gọi hấp các thủy các bạn. Wow, cái đây nhiều khi cũng nhắc được nửa gà không dẫn đâu, bự mà. Con gà có tầm gà tre là nhất là vừa đủ gà tre nhưng luôn. Mà nó co giãn được nữa à, nó nở ra gà ác là vừa luôn co giãn. Tao đi hấp ra anh vừa thấy cái sơ thịt con cá đã. Hồi giờ anh đi nhậu quán nhậu đường thấy có con cá nào cá mú nào bự ở đây chưa đâu, chưa vô quán nào ăn cá mú cái cá nhà hàng cũng khó kiếm cái loại 2-3 kg ở đây rồi. Thuộc về cá mú anh Đại nha, bữa nay em phải vô quán Vỉa Hè của anh Hải mới có được món này nha các bạn. Thử cái món này nó như thế nào nó ngon cực ngon không em, mắt xê rồi đó, mắt xê cá mắt xê cá quá từ cá này bao tư luôn, còn xanh xanh luôn mới dưới biển dớt lên luôn nha. Mấy bữa trước anh nhìn quay dần bầu của tư xanh bên đây hình như già lắm rồi sao giờ đuối rồi sao giờ héo quay không giờ cái khâu lách xe đá rồi là mới quan trọng thứ nêm thôi. Còn đây nêm mười nữa này, cái này giữ dòng cá nó có độ ẩm lạnh cực lạnh meo lạnh em uống bia nha. Cái đây là muối hầm em chừng đen hai đúng bảo đảm em luôn, giữ độ lạnh cực kỳ lạnh khỏi cần bảo đông luôn rồi. Đây mới chiên qua một lần nha các bạn, giờ vớt rồi để cho nó nguội rồi chút xíu nữa chiên lại một lần nữa. À là nó có cái huyền bí trong chỗ đấy nè, đây là giữ cái độ giòn của rồi của cá đấy. Những bữa nay em mới biết á, anh tiến chiên một lần là xong chứ. Chiên hai lần thôi, nó có cái khác của chiên hai lần nha. Cá lớn cá nhỏ cũng vậy hay là do con cá này lớn quá mình phải chiên hai lần? Có nào cũng vậy á. Đơn giản mà cũng phải có một cái sự phải học hỏi nha anh em ơi. Bây giờ mình qua cái món nhà hàng bên phía châu Phi nha, đất nước của Vũ hay làm đầu bếp bên đó nha. Món có hoa giờ có không, có mú hoa còn gì chim bên cục búp bê hoa chim bên cục á, còn nãy là chim bên cục á, em cắt chim bên cục á. Ồ khéo tay ha, đẹp ha. À, bây giờ ăn kiểu sao đây, sao nhà hàng không có đũa xỉa rồi châu Phi rộng rộng ăn độ với mẹ ăn vậy á. Bây giờ đem cái đèn hành chỉ thấy con cá nó đâu thui vậy, đâu thui không ăn cái da đi. Vụ này xếp hình con nguyên con cá lại đẹp quá cho chim chứ sườn cá chim á, chim bánh cục á, thấy con chim mà đẹp chứ không. Đây tôi thấy nó dài rồi sao cái ông này trứng mà dài dài đẹp quá, dùng máy chèo thôi không đừng thấy Vũ đẹp mắt các bạn. Anh em cho anh em xem cận cảnh này. Anh em thấy cái da nó không, ồ dày cui luôn rồi, chiên dễ mà trong vẫn còn mềm á, chiên giữ luôn mềm như trong á, đẹp quá. Mời anh em nha, làm cá đi, mời anh em chờ xíu nha. Em tự nhiên trong dai ngoài giòn không. Dạ mày kiểu phải vậy không, nó giữ cái rụng mềm bên trong với giòn hết sao ngon, giòn hết sao đấy là chiên giòn không phải nên chiên là ở ngoài là nó giòn đúng không, bên trong là cảm nhận cái giò có nó dẻo nó béo đúng. Dẻo như này nó giòn như bánh tráng rồi sao mình nhà nó dính vô chân răng luôn các bạn, chấm nước chấm thằng Thanh nữa đúng bài luôn á, dính chân răng để từ mai mốt nó xỉa lên giòn không được rồi, để 3 ngày xỉa ra còn thôi mười con mốt tỉnh lại là thấy quên quên cá đẳng cấp. Ngon dữ không? Miếng nữa này.
quá, anh lên thử cái vầy đi kìa. Đây, giờ em cái cục đây là mê luôn nè. Cục này chỗ nào đây nữa, cái da luôn quá. Da luôn. Để làm cái này nước ra không? Làm luôn đi. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Mời anh em nha. Quay. Sốt quá trời. Nhưng mà cái đuôi mà nhai nó giòn luôn. Sao? Đậu bếp nào đâu đeo đậu muối đây. Đậu bếp quá. Ngon á. Tan chảy miệng luôn. Tan chảy luôn. Nên mướn còn chim bên cục nó chở có mấu này về là biết rồi. Tuyệt phẩm không? Ngon quá. Mướn bình bát cực không phải dở đâu. Do bản chất cái con cá nó ngon nữa. Cái da nó ngon nữa, nó dày ngon. Cái da cá muối gia vị lắm á. Da nó cháo ăn hết bài luôn. Mới đem cái nữa nha. Dạ. Thấm vô tận chân răng luôn. Mà chấm cái nước chanh thần thánh nè. Nó chua chua ngọt nó hòa quyện vô nhau luôn. Phải dít miếng củ hành củ tỏi lên nữa, ớt nữa cái chấm ngập vô không có mẹn đâu mà sợ. Nè thấy giám khảo quy tí chưa? Quy tí chơi. Mẹ ơi, nó đói hay sao ngon quá vậy. Rồi mấy anh đi cũng thử đi chơi. Tao luôn. Dám nào để dám nào. Thôi rửa nữa. Để giờ cũng bạc lo ông đây mở rột rột ông trời. Ngon quá. Ngon. Anh em chờ xíu đi. Lên món tiếp theo cho để nó nguội uống. Rồi anh em sẽ ăn sao? Mời anh em qua Trung Quốc nha bạn. Qua Trung Quốc thưởng thức cái món đầu cá mú. Đậu mú làm gì? Sốt chua cay à? Đây làm bên Trung Quốc mà kiểu chua ngọt kiểu Thái các bạn. Giống bữa dầu heo nuôi lửa cái gì? Mấy heo nuôi lửa. Heo Thái. Rau đắng luôn à? Nên lâu. Ồ coi tràn trẻ rồi đổ tháo đây rồi trừ điểm. Hết xô hết nồi luôn mà. Rồi. Từ từ quan sát cái thẩm mỹ bên ngoài đó. Giới thiệu sơ qua cái món này chút ra được không đâu? Đây mình nói thật sự cho mình tan tí lúc sau chứ lúc đầu mình nấu y như kiểu là nấu lẩu vậy thôi. Lẩu hả? Ừ. Vậy bây giờ mình thưởng thức cái gì nữa? Thưởng thức đi. Mời anh em nha. Muốn dùng kiểu sao dùng. Làm cái nước tôi đã tính sao đây các bạn ơi. Mời chút nước nha. Thử cái gia vị ra chuẩn không đã nha. Tưởng tượng này tôi để vô cái tôi tưởng là phải chua chua cay cay, thiếu cái độ hay thiếu cái độ cay không? Hai nhát, nó dùng hai nhát cái độ đấy. Chua chua cay cay nó mới phê. Để chưa ở Thái Lan, má tá Indo rồi. Má tá Việt Nam. Nước cũng như nấu nước kiểu như nấu nước không ngon thôi. Má cái nước là chưa tới nha, làm cái thịt đi. Làm cái chỗ nào ngon nhất để tao chỉ tao làm một cái. Nhất cái nào cũng ngon, cái đầu có muốn cái nào cũng ngon. Anh em tới nhìn sơ nè. Camera tới nhìn nè. Đấy, nhìn họ mổ nè. Ngoài trang trí bên trước đó nè. Wow, trang trí nhìn giống con quái vật nha. À. Ủa cái đây là cái bao tử hay cái lử nó? Lử có. Ăn cái lử thôi chứ. Đồ cái lử có đây. Ai, lấy tiền thiên hạ không cái đây á. Nhiều người đố người ta con có lử không à không ai biết. Cá lử to quá mày. Wow. Cho nó xuống nước cho nó dễ ăn nha. Rồi, mời giám khảo nha. Luôn. Đây anh là trang trí cũng đẹp hết trơn ta. Trang trí giữ đúng nhà hàng năm sao khác đây. Bè luôn cái lử. Lử nẻ khì là khó luôn rồi. Mời đem các bạn. Cái lử nha bạn. Hầu giờ chưa giờ ăn cái lử cá. Bây giờ mấy bạn đã từng thấy trai với gái múc lử rồi chứ nè, ông Hiển múc lử có đây. Cái này mới đúng là múc lử nè. Mời anh em nha. Béo. Béo. Có bè bò nước miếng không? Con đây đánh răng đầy đủ à. Đây mà múc chút đó mình lượng cũng gượng á nhỉ. Đây mà múc chút mình hả chắc chết luôn á. Mình hả mình làm cá là cả không ai hả. Cái nó xấu tôi hoài trời. Tức người ta sao giống chuyện gì Nhật về mà cái đó. Tôi ta có đồ quá. Chuyện viên Nhật. Gì? Ta có đồ. Tôi có đó. Mà vì đây tức là tôi sẽ mời ba hôm qua bên Nhật. Anh Wasabi. 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 Cái lưỡi nó Việt Nam cũng có. Nó béo, nó béo nè. Bên Nhật mới đỉnh cấp. Mềm 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 á. Trinh trĩnh trĩnh. Làm thêm cái má nữa nha bạn. Thành cái máy cho bạn xíu nữa là trăm điểm anh em được rồi. Biết hết rồi, biết chỗ nào ngon. Có thêm cái miếng da nữa. Miếng da thì nó ngon, nó béo. Mình cho cái đầu thôi, khỏi tính da đi. Mời anh em ăn. Do bền vũ mà. Ấy là cái đầu nó có cái da trên là đầu hay luôn. Sao không có nước chấm? Dạ, em không, em làm không nước chấm. Đây nước chấm chị. Lâu lẩu rồi mà chấm. Thiếu cái chỗ nước chấm không? Phải thiếu chỗ nước chấm chứ. Đây không có mà làm dưa ăn mà đâu. Đây chấm chúng mắm sắc cũng được. Cũng chấm cũng được. Không gì cũng người mọi người. Mắm sắc chấm thì kiểu mắm nhỉ á. Cái má nó dài như cái má heo luôn vậy á. Y như má heo á. Ui, chuyển qua món tiếp theo, bây giờ bay qua đâu? Bay qua Nhật luôn á. Giờ tới qua bên Nhật để ăn món wasabi của mình nè. Bàn dài dưới này.
Trời ơi, bằng bằng bánh Nhật mà sao đó lại. Một món của anh hai mà dòm nữa các bạn. Giữ giờ trái qua phải luôn nè. Từ trái qua phải luôn với bên Nhật. Từ trái qua phải luôn mà. Món này phải ăn từ trái qua phải. Đó. Ừ. Món này phải có bùm bướm mới đẹp nha. Tại bùm bướm là nó bì vào đầu không? À giờ wow, sẵn cái nuôi đá nè, nuôi lửa nè. Có muối vô à? Có. Ba, ba, ba. Đóng băng luôn à. Đóng băng mà. À. Đánh ngang. Món hai là thấy hấp dẫn rồi đấy. Nhìn bài bản á, nhưng mà cái ông thợ cái te thấy ghê ghê quá. Te sẵn nhà năm sao mà. nhà hàng bên Nhất đàng hoàng nói lại. Nhà năm sao. À. Không, mình chỉ cần tủ cái đây lại cho lạnh thôi, để cắt cái đoạn dưới đây sơ sơ thôi. Anh dìa cái mâm lại cho đúng chiều hướng đó. Bên Nhật người ta ăn kỹ lắm nha. Ăn phải bài bản vô. À. Không cần ăn nhiều đâu, một miếng màu thôi. Còn một lớp nữa ha. Lấy lên luôn cho nó kỹ nè. Một miếng màu thôi phải không? Có vậy. Đây qua cận cảnh thì con cá bên Nhật nó có khác nè. Có cái văn luôn kìa. Dữ không? Rồi, một miếng thôi nè. Một miếng béo thôi không? Tê sạch ra không sao, không có vấn đề gì đó. Con này ăn mấy ngày sẽ ra này. Cái này chắc anh nghĩ mãi mãi quá. Mãi mãi không đánh răng luôn hả? Không ăn đi. Bây giờ anh bự ra đũa cho nó có không phải dài là xem đây nha. Rồi. Ở đây. Đây là nước dừa Việt Nam ha. Ngầu vậy ha, ngầu kiếm Nhật thôi, chứ không phải là ngầu cái vậy đâu. Sao? Quỳ lên, quỳ lên. Rồi rồi, ok. Đây, lần nào em mới quỳ chứ. Ăn mới quỳ thôi. Mình vừa dán quỳ mình ghép cho người bên Nhật coi nha nè, một miếng á. Rồi. Giờ đây mình thêm cái đảo quá được. Khẩu vị của mình thử nó như thế nào ha. Qua. Bố ăn của anh hai mà quay mà quay qua trái qua phải, qua bỏ tay luôn á. Bên Nhật qua trái qua phải sàn như bảo yến rồi. Bên Nhật mà cái bàn dài mà. Bên Nhật người ta ăn thơm với dưa lem nhiều ha. Ồ, hồi nãy sao anh thấy lấy cái lá nàng hai, anh thấy cái lá tía tô nè. Dạ nè, lá nàng hai vô nhớ cho nó. Lá ăn trị bệnh khẩu nghiệp mà anh lo. Nè, có chiều len ở đây nữa. Len luôn. Rồi, chưa? Mời bác giám khảo đây. Đẹp chưa? Anh Hải cuốn cái cuốn đẹp ha. Đều mà. Đây, anh em coi cái múi bình Nhật nó to cỡ nào đây. Wow, cái nhìn Nhật tinh luôn á. Cái sớ thịt nó kìa. Con cá này bò tạc là y kiểu luôn. Mời anh em nha. Chấm đậm vô. Đúng rồi. Vô chủ yếu là thưởng thức này, nhìn cái trang trí rồi cái cách phục vụ của nhân viên như thế nào chứ còn ăn là một cái chuyện nhỏ từ từ là tính sao đúng không nè. Đúng rồi, cái thấy bàn Nhật nó dài quá đẹp quá muốn cắn luôn á. Mời em nha, mời mấy bạn ngồi chờ xíu nha. Bánh tráng bên Nhật nó không mềm bằng bánh tráng Việt Nam ấy. Bánh tráng Nhật nó hai ba kìa, bánh tráng thì mẻo mà bánh tráng cũng gỏi mà. Cái miếng cá đó mình cắn vô mình không biết là đang cắn miếng cá luôn không? Ngọt mới đúng bài rồi. Thôi cái thịt miếng cá này Thịt nó có mùi tanh tiếng luôn á. Sao thấy món bên Nhật ra sao? Cái ký ức được rồi. Bạn chắc con cá nó ngon quá. Ngon quá. Cá quá ngon quá ngọt. Cắn vô nó nhai nó không có cái độ dai luôn, không có độ sớ gì dai nó luôn. Nó mịn luôn, nó hòa quyện vô cái rau cái đá luôn anh. Cái dừa cái tê nó còn lạnh luôn á. Quá ngon. Anh cho một xíu miếng sống anh ăn không à. Miếng sống hay không không? Xíu. Vậy là anh lạng đậu chỗ đây à. Nó cực kỳ. Cá to ăn bị đã nè. Nó vừa không? Có đây nó dài dài. Nó không có cái văng gì hết á, nó là một cục á. Thịt trứng như nhập lên luôn. Có cần cuốn bánh đá không? Không, phải. Dạ là nhúng vô nước dừa luôn ơi. Vô nước dừa ngâm có 30 giây thôi nha. Rồi ok. Anh em nhìn nè, anh em nhìn cái sớ thịt của nó nè. Thấy miếng cá quá đẹp. Cũng khó được một con cá mú to vậy để thấy cái đúng con mực con mực luôn á. Cái mực mú tự nhiên. Không phải dễ để thấy được con cá mú cái văng thịt vậy đâu nha bạn. Mời anh em nha. Đúng kiểu luôn, chà nguyên miếng nó thử nó có độ dai thế nào nha. Đúng kiểu bên Nhật luôn á. Chà thử mắt cổ nha. Mời đem nha. Lạnh trong như riêng không? Mát mát không? Mát ghê. Ăn bằng ăn cream á. Vậy mà. Mềm mại. Mát lạnh cái răng luôn. Ăn mát lạnh trong cái kia ăn luôn. Khó xỉa luôn. Đây chắc một tuần mình sẽ ăn á. Mà vĩnh viễn mà. Mãi mãi mà. Mãi mãi mà. Ngon quá. Cá đúng ngọt. Làm thế không? Em đủ chấm điểm không? Giám khảo ăn cái tao vậy, giám khảo nhiều thì được. Còn cuốn kia nữa là làm hết luôn chứ sao. Thôi, bây giờ tiếp tục đưa món tiếp theo vô đây. Món cuối cùng vô đây anh em ơi. Dạ là chỉ món này đó. Anh em ơi, bây giờ qua bên Ả Rập Xê Út nha các bạn. Cái gì mà cuốn nè. Anh em cận cảnh đi coi cái món này cũng hiếm gặp lắm đấy. Món này anh nghĩ đọc lại nhất trong cái kênh mình từ trước tới giờ luôn á toàn. Đọc lại đúng không? Ừ.
cái cọng dây chuối nó vô nước ném nó dài. Món này anh món này anh cảm thêm nửa điểm độc lạ đấy. Nhưng mà hồi nãy toàn hấp bị nổ nè. Em sao em không xăm đều mà để nó nổ nha. Xem rồi mà sao nó bây giờ nó dài quá mà không cắt ra được à. Đấy. Đâu để bà bố cho miệng ăn. Cái gà thấy cái gà liếc liếc liếc. Trời. Không biết da không nha. Gia vị ở trang mày. Đầy đủ ăn. Coi kỹ nha anh em. Gáp này phải đầy đủ rồi bật bự đây. Tên mình cũng giống bà kỳ không ạ. Ta rung rung đây. Không có rượu cũng rung. Không có rượu. Có rượu càng rung. Ôi, món này lạ quá. Vị đầy đủ luôn. Món này được cộng nửa điểm độc lạ nha. Nhưng mà bị trừ nửa điểm do nãy nó bị nổ mà toàn là siêu đồ bếp mà để bị bịt mất cái này mà nghe. Mất cái đồ hấp dẫn nó. Cái mỡ nó cũng bé lắm rồi. Nó có mỡ chài nè. Có chưa. Ướm à. Còn này nó ít chút mỡ bụng hay sao ta. Ít tập game. Muốn chấm này chấm nha. Game. Uầy. Từ bình tĩnh em để coi cái đồ trang trí sao nó chỉ bị mất rồi toàn. Này quá. Cái này cũng đẹp á. Nãy hình hình phi tiêu à. Không có hình bông mà do cắt nè. Uầy. Mời anh em nha. Mấy anh em bạn cùng chơi chờ mình xíu nha. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Thấy cái miếng gà này cũng thèm ứa nước miếng luôn à. Cái miếng gà này. Béo. Ít đâu em để dành cho anh em nữa chứ. Dành xíu anh em quốc nữa. Hấp dẫn. Sụn béo bán mày luôn. Gà có hầu cơm muối hầu chị nói nữa. Dậy mùi cái gia vị con toàn quá. Đó chanh tiêu rồi. Thơm, đặc biệt. Sả. Đặc biệt mùi đặc biệt á. Chí đi. Mời anh em cái bao tử trước nè. Tự chấm chút mắm mày ơi. Tự cái độ già ngang cái bao tử heo mất mà. Cái độ già nó ngang bao tử heo. Mắm nó hoài nó chưa được thấm không? Chấm xíu nha. Ừ, đó. Mời cả nhà nha các bạn. Giòn không? Giòn cá là đúng bài. Giòn mà không hề dai nha. Giòn chứ. Bao tử cá mà. Sướng không? Sướng luôn. Sực sực đã lắm. Quá tèo. Quá ngon luôn không? Cảm giác giống như đừng đi đường ngựa, dòng cái dòng. Mà nó mềm. Nó giòn mà nó mềm. Bao tử heo thì nó dai mà bao tử nó mềm. Bao tử cá con nó dai. Giòn á. Bao tử cá lát vậy nó cũng giòn. Đúng rồi. Mời miếng gan nữa nè. Cảm nhận không? Cái đồ gan này như thế nào các bạn? Quay. Giống như cái gan gà nữa. Ờ, cái gan gà cái gì chứ. Cái gan này có nữa to chứ. Ơi gan vịt luôn. Béo kể gì. Ờ chỉ no quá. Làm miếng mỡ chài nữa. Có không có mỡ chài luôn mà. Đã. Từ cái mình lận. Ngon quá. Ba ở đặt chú rồi. Mà đang đi về sa mạc nắng đây, quá. Dubai mà. Nó? Dubai mà. Chỗ nào cũng có sa mạc nắng quá. Có một mỡ chài thiệt bự luôn. Cái mỡ này là ngon nhất không nào? Béo không? Béo. Cái mỡ nó béo mà nó là mềm mình hút vô. Mỡ chài. Quá đã đúng không? Cái mỡ chài hấp dẫn cực kỳ luôn á. Wow. Thẩm vị được hết rồi chưa? Ngon nhất là cái mỡ chài á. Cái gan nó cũng ngon, nhưng mà gan này nó to quá, nó không có mềm như mấy con cá mà cá nhỏ. Cái gan này nó giòn đúng không? Mỡ chài ngon hơn bao nhiêu. Nó cứng một xíu. Nhưng nó không mềm mấy con cá nhỏ kia. Còn cái mỡ chài á, cái bên đây là cái mỡ gì không biết. Cái bao tử hay cái ruột non của già nó. Mỡ. Sao mỡ nó quắn xung quanh cái ruột á. Sao nãy em làm món món dồi đi, làm dồi. Cái ruột nó chút xíu mà. À, làm cái món bỉa cũng được. Uầy, anh em ơi, có điểm nè, có điểm nè. Món của Trọng thì không cạnh tranh bằng mấy anh em được. Tại cái nước Trọng làm cũng chưa tới, chưa có đủ độ ngon nha. Mình ăn mình cảm giác nó nhạt quá. Nó chưa có đủ độ phê như yêu cầu của anh em mình nha. Món của Toàn với Hải. Món của Quỳnh nha, món của Toàn Vũ với Hải. Món của Vũ thì chiên, cái cách chiên làm sao nó giòn, nó thấm, cảm giác phê lắm. Ăn cực kỳ phê luôn á. Cái cách chiên em hay quá. Mày mỗi mỗi nhậm làm cái kiểu đấy, cực kỳ hấp dẫn. Mà do con cá nó to, cái da nó dài dài nhài đã lắm. Y như đi từ cái cung bậc cảm xúc này qua cung bậc cảm xúc khác nha bạn. Nó liếu lử luôn anh em biết rồi. Còn món Hải thì ngon. Do anh Hải giữ cái độ đồng con cá tốt quá các bạn ơi. Quá tốt luôn á. Nhưng mà bản chất con cá ngon, cái thịt con cá ngon. Anh này đúng không? Ngon. Thịt con cá thì bự ngon. Con cá đúng giá trị. Chưa bao giờ mà ăn con cá nào mà qua sẽ bị ngon như con cá mới vừa được ăn. Cá to mà, cá tự nhiên. Từ lớn tới nhỏ anh em ăn ngon. Tự nhiên người ta đi bán mà thôi tự nhiên được. Nó nè mà biển người ta bán. Món của Vũ với món Hải là ngang nhau này. Ngang nhau nhưng mà món của Vũ thì cái món Hải thiên về con cá ngon. Chứ không phải anh Hải làm ngon, anh Hải chỉ giữ đồng thôi. Vũ cái cách chế biến, Vũ chiên, cái đầu chiên hấp dẫn quá. Vũ hơn anh Hải một bậc nè, một xíu thôi, nửa điểm thôi. Còn món toàn thì được điểm độc lạ. Nhưng mà trừ cái điểm nào nãy toàn hấp sao mà để nó tung cái bụng mất con hay yếu.
còn đậu ngon thì bá đạo á, cái gan, cái lồi, cái dồi, cái ruột rồi vô nó làm ngon dã man quá các bạn ơi. Và thêm cái điểm nói chung là ngon cũng ngang như như Vũ luôn nè, nhưng mà nó thêm một cái yếu tố là anh em mình là thích nhất là độc lạ nha, chắc chắn là phải cho Toàn thêm 0.1 điểm nữa nha, Toàn hơn Vũ 0.1 điểm nha các bạn, hôm nay Toàn chiến thắng. Nói chung ngon, cực kỳ ngon, ngon. Dạ, bạn. Trao đi thử nè bạn, trao đi thử nè, anh em mình vô mình chiến đấu. Trao nhanh nhanh đi chứ. Trao luôn. Phần thưởng nhanh đi, chờ nãy giờ. Đây, phần thưởng 200 ngàn cho Toàn nha. Toàn anh không có tiền lễ, nhớ tháo lại cho anh. Cầm đi, cầm đi giải mà. Cầm đi. Tôi cầm đi ít khi mà tôi tháo tiền lắm. Dễ mà. Rồi, bây giờ mấy anh em vô chiến đấu đi. Châu. Chiến luôn. Bây giờ tới mấy anh em vào thưởng thức các bạn ơi. Con cá mú đây mình vô món nào cũng mắc mắt không? Mụn cá, mụn cá chút xíu mà nguyên các bạn. Anh đéo. Rồi, vô. Rồi, lắm các bạn ơi, cho anh em nhìn chi tiết này. Mà cả nhà nha. Cái miệng cá to cực kỳ nha các bạn. Rồi, mời anh em ăn bò tử đây. Quay chiên của Vũ nha. Rồi. Giờ thì bự nó dày bò tử heo này. Đúng rồi, y xì luôn. Để nẻ vô vẫn giòn không? Ừ, giòn giòn. Này vô ấy. Ồ, quá ngon. Có chút wasabi vô thơm ghê. Món Vũ ăn lạ ghê đó. À mà anh em món của Vũ ăn. Chi cá da cá chiên. Còn sao không? Ừ. Đúng không? Giòn. Mời cả nhà nha. Vũ ơi. Ừ, giòn ngon kìa. Sao? Đó. Tiếp tục. Rồi miếng nữa. Đồ đúng bài luôn. Còn nhỏ không? Đang ngập miệng mới sướng. Rồi. Món nhìn đẹp quá. Nhúng mạnh thử coi. Quá ngon. Mời đi nha. Mời cả nhà nha. Ừ. À, các mình có làm thử này. Dùng bữa này món nào cũng hấp dẫn các bạn ơi. Quá là kỳ công của anh em, công sức anh em này. Quá đẹp. Ừ. Làm người nhắn anh nè. Món Vũ là ở ngoài giòn mà ở trong nó dai dai, nó bé béo. Cái da nó độc nhiều không? Mình chẳng miếng mỡ chà nữa. Giờ nữa mà. Đóng hộp luôn. Rồi, để mình làm thử cái món của hiện toàn các bạn. Bà miếng gan với cái bà tử với cái mỡ chà nha. Má ngậm rồi nó béo luôn á. Nó ngậy luôn á. Đã luôn. Béo mà thơm. Thơm. Giòn. Hầm gan, gan đúng ngon ạ. Đây, đây mà mở miếng gà wasaki thấm nước dừa vào ngay. Đây anh ơi. Wow, miếng cá rất nhiều nhập lên luôn. Nếu Toàn ăn cái vị nó bía mà nó dai, nó ngon lắm, thật kìa ngon. Lâu lâu anh em mình có dịp được cá to, anh em ăn đã một bữa này thôi. Khó lắm. Dễ gì được cá mú ăn mà lớn này đúng không? Cá tự nhiên nhảy khó kiếm lắm. Đây Toàn ơi. Ok anh ơi. Cái nước này, nước chấm đây Toàn. Này. Chấm bò bò tạc. Chấm cảm ơn bà tử đi. Anh thấy ông kia ông lặn con cá đấy, canh đêm ngon quá, anh mới đặt cái đằng pin để tối anh cũng đi lặn anh bắt luôn. Anh em miếng qua bà tử qua của Toàn à, ông mà lặn ấy. Anh lặn đêm chứ lặn á. Ấy là ông bác đừng có đem lưng nước. Quả biết đâu nó gẹp. Nó xui à. Vẫn không gẹp chứ, nếu mà gẹp khả năng bắt được chứ. Nhưng mà không gẹp nó. Đồ bà tử vô giòn thịt đã. Ừ. Ừ. Làm miếng này à. Bà tử ngon á. Cá dài. Mình sống cũng ngon. Anh em tranh thủ ăn với cơ hội để gặp con cá ăn khó lắm. Ráng đi. Ăn cuốn nhiều cho anh em ơi. Cuốn cuốn bò tạc cho nó phí người kìa. Anh hai thắng một tạc mà. Cá lạnh từ trang mát, mát trong khí chân riêng luôn á. Mát đã ơi. Giữ đồ lạnh nè. Ừ. Vô miếng nước dừa. Cái miếng cá mà ăn vô mình không 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 biết là được cái miếng cá đâu. Ừ. Đã. Nước cái nước rẹm thêm chua với cà chút xíu nó là ngon. À, mời Vũ miếng bò tạc nha. Thử cái nước nè. Để mình cũng thử qua món dì cá của Vũ rồi. Giờ mời Vũ miếng bò tạc. Ừ, nước này ít cay, ít chua. Ừ. Rồi múc ngon gió. Rồi múc cái tàu. Rồi miếng cá. Miếng cá phải không? Ừ. Rau củ. Mà chà ngon. Mở ra đũa. Múc luôn. Ít không? Tao mở ra đũa lấy chưa? Nhưng wow, mà cái đó cũng phải gọi là mỡ chà không? Hay là mình gọi là gì chứ? Không, có mỡ có. Gọi là mỡ có chứ không phải mỡ chài. Đây nè, cái chỗ này chắc dài. Đây nha. Đây chắc dài luôn rồi. Đây vô à. Ừ. Nếu như hồi nãy giờ anh em mình đó, anh em mình mà đi qua mấy nhà hàng năm xa mà ăn món này thì bao nhiêu tiền mà kể ta? Không nào, không biết. Đúng không? Nào cái tiền vé máy bay mình đi là đủ tiền rồi đó. Bây giờ phải mời cả nhà nha. Wow. Làm nó béo mà nó giòn, nhức nách. Sướng. Mở đem cái có của chú Hải nha. Ê, hầu giờ mới ăn cái bao tử cá lóc đồ với bữa nay chà cái bao tử này. Một cái chất lượng luôn à. Bao tử một dĩa luôn mà, thấy một dĩa bự luôn mà. Bự giòn luôn mà. Ê, bữa trước có một con 20 kg á mà anh mua không được, người ta lấy liền. Lên có là người ta lấy liền tại mấy hàng hiếm á, nhà hàng lớn người ta lấy liền.
thất bại nãy rồi, cái hồi đấy mình còn 20 ký thôi. Tao muốn một cái má đó, ăn thì nó vòng vòng vòng. Vòng liền phải không? Sao giấu chấm cái máu này nè, bên này nè, cái nó có ngon hay là gì không mà. Là sao nào? Mình đem nha. Rồi bắt đầu cũng có. Món này chắc ăn mãi mãi luôn Vũ, khỏa sĩ mãi mãi. Ăn mãi mãi. Anh em ơi, mình xin tạm dừng clip tại đây nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay may mắn quá được một con cá tuyệt vời. Do nhờ có ông chú đi biển, ông thấy mình hay mua mấy cái đồ độc lạ to to á. Ông lên ông đưa cho mình để mình quay clip các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn chú rất nhiều nha chú. Anh em yêu quý ủng hộ Sơn Dương Vlog thì anh em cho một like mình cái kênh ủng hộ anh em mình nha. Để anh em mình sẽ đầu tư hơn nữa để làm những clip hấp dẫn thú vị hơn nữa để cho anh em xem nha. Để không phụ lòng tất cả những anh em nào đã đăng ký kênh Sơn Dược Vlog từ trước giờ nha các bạn. Cái gì? Chào anh em nha. Chào anh em nha. Chào anh em nha. Đưa chính là một miếng bò đạc đẹp.